Như vậy là sau rất nhiều lần hé lộ thì cuối cùng Toyota đã cho ra mắt chiếc Grand Highlander, mẫu xe chia sẻ chung nền tảng với chiếc Highlander nhưng được thiết kế lại để rộng rãi to con hơn, chở được 8 người lớn và đi kèm với một hệ động lực hết sức ấn tượng. Cụ thể ở đây thì mạnh nhất mẫu xe này sẽ có tới 362 mã lực và 542 Nm mô men xoắn, cho phép nó đạt được 100 km/h sau chỉ khoảng 6,3 giây và kéo được tới tận 2,27 tấn. Về mặt thiết kế thì các bạn sẽ vẫn nhìn thấy những hình ảnh tương đối quen thuộc của chiếc Highlander ở thị trường Bắc Mỹ thôi. Nhưng phần đầu xe có lẽ đã được pha trộn một chút thiết kế của chiếc Radford. Đồng thời thì ở phần thân xe chúng ta cũng sẽ nhìn thấy ô cửa cuối cùng được mở rộng với phần overhang phía sau được kéo dài để có thể chứa được 8 người lớn một cách thoải mái. Toyota cũng rất tự tin tuyên bố rằng mẫu xe này cho phép ngồi thoải mái cả 3 hàng ghế. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một phần đuôi vuông vức phía sau hứa hẹn điều này sẽ diễn ra. Hiện tại thì Toyota chưa bán ra chiếc Grand Highlander chính thức ở thị trường Mỹ mà chúng ta phải chờ đợi tới tận năm 2024. Tuy vậy, mẫu xe này được định vị ở một phân khúc cao hơn, chở được 8 người lớn và có lẽ sẽ cạnh tranh với những chiếc thuộc diện full size. Và như thế thì chúng ta khó có thể kỳ vọng nó có mức giá bán kiểu hấp dẫn thú vị được. Thực tế thì ngay chiếc Highlander thôi cũng đã có giá bán tương đối cao và rất khó xuất hiện ở thị trường Việt Nam rồi. Một thông tin hết sức ấn tượng là chiếc Toyota Grand Highlander có tổng thể tích hành lý lên tới 2.775 lít khi gập cả hai hàng ghế xuống, tức là lớn hơn chiếc Highlander thường khoảng 396 lít. Và để so sánh một chút thì con số này của chiếc Ford Explorer mẫu xe to đùng đoàng cũng chỉ là 2.483 lít. Về mặt cảm quan thì rõ ràng là những cái đường nét thiết kế sắc cạnh vuông vức và hiếu chiến có lẽ sẽ khiến cho người Việt Nam vô cùng ưa thích. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một điểm tương đối thú vị là không gian thiết kế phía sau khá giống với chiếc Volkswagen Tiguan. Ở trong nội thất các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của những chiếc Lexus thế hệ mới xuất hiện ở đây. Phần vô lăng thiết kế khá giống và phần cần số điện tử ngắn giống những gì mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về chiếc Lexus NX. Các bạn có thể muốn tìm kiếm để xem lại. Phần thiết kế ghế và một vài chi tiết khác thì có lẽ gợi cho chúng ta nhớ tới hình ảnh của chiếc Toyota Camry. Và cũng không có gì quá khó hiểu vì chiếc Highlander có thể coi là chiếc Camry gầm cao. Về không khí hiện đại thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cần số điện tử, đồng hồ tốc độ điện tử, rồi màn hình giải trí cỡ lớn 12,3 inch. Ngoài ra bây giờ thì người ta sẽ khó có cơ hội để than phiền việc Toyota nghèo nàn trang bị nữa. Chiếc Grand Highlander được trang bị rất nhiều thứ thú vị, ví dụ như là để đi dã ngoại, các bạn sẽ có nguồn điện lên tới 1.500W. Bên cạnh đó thì sưởi ghế, thông gió ghế, sưởi vô lăng, cốp điện cũng sẽ có mặt. Và nếu thế là chưa đủ ấn tượng thì ở đây chúng ta sẽ có thêm cả Toyota City Center, khả năng là phiên bản 3.0, được nâng cấp một số tính năng HUD, cửa sổ trời toàn cảnh với một loạt JBL. Và sẽ có rất nhiều thứ khác để khiến cho việc liệt kê option trên chiếc Grand Highlander quả thật là rất mệt mỏi. Ở Mỹ về cơ bản chúng ta sẽ có hai phiên bản động cơ đều là Hybrid, bao gồm 2.4 và 2.5, tuy nhiên chưa được công bố con số chính xác. Phiên bản cao cấp nhất được gọi là Hybrid Max sẽ sản sinh ra tới 362 mã lực và 542 Nm mô men xoắn. Một số hình ảnh của hàng ghế thứ hai với băng ghế kiểu Captain cho thấy không gian thực sự là rất ấn tượng. Ngoài ra thì hàng ghế thứ ba theo hình ảnh quảng cáo trước đây của Toyota cũng cho phép những người lớn thuộc diện to cao ở Mỹ ngồi một cách tương đối thoải mái. Đây có lẽ sẽ là điểm hấp dẫn người Việt Nam khi đặt trong bối cảnh là đi đâu thì người ta cũng sẽ ưa chuộng những chiếc xe nhiều ghế. Tuy vậy thì lại một lần nữa phải nhắc lại chiếc Grand Highlander có khả năng sẽ tham gia vào phân khúc những mẫu xe thuộc diện cỡ lớn và giá bán sẽ rất đắt đỏ. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin mà chúng tôi tổng hợp rất nhanh về chiếc Toyota Grand Highlander, mẫu xe 8 chỗ 362 mã lực và có lẽ sẽ rất xa tầm với của người Việt Nam nói chung. Các mẫu xe ở thị trường Bắc Mỹ, nhìn chung là chúng ta chỉ nên tham khảo cho vui, chứ hiếm khi có thể nhìn thấy được nó lăn bánh ở Việt Nam.